Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống chi nhánh các bạn. Hôm nay Thế Giới chi nhánh các bạn có về được một lô mãng cầu sim Thái hàng nuôi nha mọi người. Hiện tại cây đang sinh trưởng phát triển rất là mạnh. Hiện tại cây đang nằm chậu C8 nha mọi người. Chiều cao của lô cây này là khoảng 5 đến 6 tấc. Chiều cao của mắt bo là khoảng 2 đến 3 tấc. Hoành thân của cây là khoảng ngón trỏ của mình nha mọi người. Hàng này mọi người mua về trồng liền rất là ngon luôn. Nếu mọi người có nhu cầu tìm mua giống mãng cầu sim Thái này hoặc cần tư vấn hỗ trợ, mọi người liên hệ đến số điện thoại 0824 664499 để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ạ.